vụ nam sinh ở Yên Bái, phát lộ bộ máy ăn hại, việc nhà thì nhát, việc tào lao thì xiển. Sau đại hội đảng lần thứ 12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát động công cuộc đốt lò. Tuy nhiên, thực chất của chủ trương chống tham nhũng lại không sáng, vì chỉ nhằm cứu người phe ta, đánh chết cha phe chúng nó, nên đã thất bại hoàn toàn. Đáng chú ý, giới quan sát quốc tế đưa ra các con số về những thiệt hại do tham nhũng dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư từ năm 2012 cho đến năm 2022 là hơn 975.000 tỷ đồng và gần 76.000 hectare đất. Trong công tác dân nhân sự, có hàng chục ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có hai chủ tịch nước, một chủ tịch Quốc hội, hai phó thủ tướng và một trưởng ban kinh tế Trung ương mất chức hay phải vào tù. Số lượng ủy viên Bộ Chính trị đầu nhiệm kỳ khóa 13 là 18 người, đến nay chỉ còn có 13 và chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại. Truyền thông nhà nước vào ngày 4 tháng 9 đưa tin, tại hội nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc ông Đỗ Văn Chiến nói rằng lòng dân phẫn nộ xót xa, ai oán về các hành vi tham nhũng, hàng ngàn tỷ đồng tuồn ra nước ngoài mà không ai phải chịu trách nhiệm. Đồng thời, ông Chiến nhấn mạnh cuộc chiến chống tham nhũng sẽ tiếp tục diễn ra với tinh thần không ngừng nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Công luận nhận xét rằng chuyện chống tham nhũng của Tổng Trọng đã thất bại ê chề và là chuyện biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Và các nhân vật tứ trụ của Thường trực Ban Bí thư là các ông Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và Trương Thị Mai đều là những nhân vật thân cận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhưng đều dính chảm. Công luận khẳng định kết quả đó cho thấy sự nghiệp chính trị và cuộc đời của ông Trọng là một chuỗi liên tiếp những thất bại. Công luận cũng đặt câu hỏi là vì sao trước một thực trạng xã hội ghê gớm như vậy mà dư luận xã hội, đặc biệt là truyền thông nhà nước lại hết sức thở ơ. Tuy nhiên, gần đây, Đảng và các cấp chính quyền đã giãy nảy như đỉa phải vôi với phát ngôn của ông Chu Ngọc Quang Vinh, 17 tuổi, ở Yên Bái. Tại sao hệ thống báo chí đồ sộ của Đảng và nhà nước, cũng như các thành phần yêu Đảng hay dư luận viên, lại im lặng không lên tiếng vì sự thất bại của công cuộc chống tham nhũng? Thay vào đó là các thế lực vừa kể trên đã dành thời gian để đánh hội đồng, thóa mạ một cách vô lý đối với nam sinh 16 tuổi Chu Ngọc Quang Vinh ở Yên Bái. Điều đang nói là nó là một sự sốt sắng quá mức, không cần thiết của các cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái như công an và sở giáo dục tỉnh này khi răn đe và quan trọng hóa sự việc quá mức cần thiết với nam sinh viên Chu Ngọc Quang Vinh. Tại sao công an Yên Bái không dành thời gian tập trung vào công tác chống tham nhũng đang đẩy dẫy những bất cập như Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Đỗ Văn Chiến mới đây đã phản ánh? Đó là lý do trên mạng xã hội có nhiều ý kiến đánh giá Đảng và chính quyền của họ đã tạo ra bộ máy nhà nước cũng như các thế lực ủng hộ là một đám ăn hại. Việc nhà thì nhát, việc tào lao thì lại rất xiềng. Công luận khẳng định kẻ vô ơn với đất nước, với dân tộc Việt Nam không ai khác, chính là Đảng Cộng sản Việt Nam và các cá nhân trong cuộc máy chính quyền của họ. Khi bình luận về việc nam sinh ở Yên Bái, tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ đã cảm thán rằng sau khi đã cướp hết chính quyền, giật lấy tự do và tước đoạt những quyền cơ bản của người dân như quyền bầu cử, quyền tự do ngôn luận, quyền lập hội thì Đảng lại bắt người dân đóng thuế để nuôi họ, rồi tiếp tục bắt người dân phải nhớ ơn những kẻ tội đồ của dân tộc. Phải chăng việc kiểm soát tư tưởng trong chế độ công an trị tại Việt Nam còn tệ hơn cả ở Trung Quốc? Trong những ngày gần đây, cả công máy chính trị Việt Nam đang phát cuồng vì câu chuyện nam sinh viên vô địch tháng 1 năm 2023 tại cuộc thi đường lên đỉnh Olympia, Chu Ngọc Quang Vinh vừa bị công an tỉnh Yên Bái triệu tập vì đã chỉ trích Đảng Cộng sản, coi Đảng là thế lực xấu, chỉ biết lừa gạt dân. Không chỉ nhiều cá nhân, hội nhóm trên mạng xã hội công kích, chỉ trích nặng nề nam sinh này, mà cả hệ thống chính quyền của tỉnh Yên Bái đã khẩn trương đưa công an vào cuộc để mà răn đe, chấn áp nam sinh. Câu chuyện vừa kể trên đã làm cho mạng xã hội nổi sóng trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Nhiều ý kiến bày tỏ sự lo ngại về việc khi một nam sinh chưa đủ 18 tuổi dám nói lên suy nghĩ của ước mơ của mình cũng bị ném đá, bị tấn công không thương tiếc. Và không hiểu vì lý do gì, cả hệ thống truyền thông số đồ sộ của nhà nước đã đồng loạt cáo buộc và coi đó là sự vô ơn của nam sinh này với Đảng. Nhiều ý kiến ngạc nhiên tại sao các tổ chức truyền thông và cá nhân có tên tuổi lại không phân biệt được sự khác biệt giữa đất nước, dân tộc với đảng chính trị độc tôn. Đây là hệ quả của một nền giáo dục nhồi sọ trong một thời gian rất dài. Tại sao việc biểu đạt quan điểm của mỗi cá nhân là quyền con người lại bị cáo buộc là vô ơn với đảng, một tổ chức chính trị? Nam sinh Chu Quang Vinh
lớn lên và trưởng thành là nhờ ơn cha mẹ nuôi dạy, chứ tại sao phải mang ơn đảng hay chính phủ, cũng như bộ máy của nhà nước đang ăn lương, chính là tiền thuế của người dân đóng cho họ. Chính quyền tỉnh Yên Bái đã quên rằng bộ máy đảng và nhà nước, chính quyền đều tồn tại bằng những kinh phí và đóng góp của người dân cả nước. Bản thân ông Hồ Chí Minh cũng đã từng nói rằng nếu chính phủ làm không tốt để phụng sự nhân dân, thì người dân có quyền đuổi chính phủ. Vậy tại sao những kẻ trong bộ máy chính quyền lại có thái độ vô ơn với người đóng thuế nuôi mình như vậy? Hơn cả hệ thống chính trị độc đoán nhất thế giới như Trung Quốc, Việt Nam một quốc gia với thể chế công an trị. Ở đó người ta còn mong muốn kiểm soát cả tư tưởng và suy nghĩ của người dân. Nhà văn đại tá công an Thái Kế Toại, cựu trưởng phòng an ninh văn hóa cục A25 của Bộ Công an, nay đã nghỉ hưu, đã đưa ra bình luận này. Đại tá Toại liên hệ với công chuyện như Thu Cúc đi kiện ở Trung Quốc để so sánh với sự trưởng thành của ý thức pháp luật về quyền sống, quyền được bảo vệ của một phụ nữ, thân phận nhỏ bé trong xã hội Trung Quốc để so sánh với sự hủ bại ở xã hội Việt Nam hiện nay. Theo giới phân tích, nam sinh Chu Ngọc Quang Vinh chỉ là thực hiện một trong những quyền tự do được nói ra những gì mình suy nghĩ. Và xã hội chỉ phát triển đúng hướng khi những quyền cơ bản này được ghi nhận và tôn trọng. Những điều này được Hiến pháp Việt Nam thừa nhận và hiến định. Việc Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền của họ luôn mập mờ, đánh đồng các khái niệm quốc gia, dân tộc với đảng của họ. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Nga đã đưa ra nhận định với đài FA tiếng Việt như sau. Tôi nghĩ đó là một cách nói của họ. Họ luôn nói như thế thì phải hiểu rằng đảng của họ là trên hết. Cái sự đánh đồng đấy là cái mẹo mà không chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mà hầu như các chính trị gia kiểu nào họ cũng đánh đồng như vậy cả. Công luận cho rằng chỉ khi nào đảng chấp nhận cạnh tranh chính trị với các tổ chức khác để người tốt hơn để đánh đạo đất nước thì khi đó mới có một nhà nước của dân, do dân và vì dân. Lúc đó, giới lãnh đạo mới toàn tâm, toàn ý, phụng sự đất nước, quốc gia và dân tộc. Vì sao việc cải cách của Tổng Bí thư Tô Lâm là câu chuyện xa vời và khó thành hiện thực? Sau khi chính thức trở thành Tổng Bí thư, ông Tô Lâm đã đưa ra tuyên bố Việt Nam sẽ tiến vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đồng thời, ông cũng cam kết sẽ đưa đất nước tới một tương lai tốt đẹp hơn. Việt Nam cần phải có một nhân vật có động cơ cải cách để có thể rũ bỏ tất cả những tàn dư xấu xa và nguy hiểm do Tổng Trọng để lại. Trên thực tế đã có một số không nhỏ bắt đầu tin rằng Tổng Bí thư Tô Lâm là một nhân vật cải cách. Vì sao lại nói như vậy? Chăm nghe không bằng một thấy. Có câu thành ngữ mà nhiều người được biết đó là hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói cho anh là người thế nào. Việc ngay sau khi trở thành Tổng Bí thư, ông Tô Lâm đã kéo theo cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng liên tiếp xuất hiện trong một số sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, có lẽ nhằm mục đích chứng tỏ với dư luận rằng ông sẽ là một nhà cải cách. Gần đây, ông Nguyễn Đình Bin, một nhà ngoại giao kỳ cựu, từng là ủy viên Trung ương Đảng, đã gửi thư cho ông Tô Lâm với một tâm thư với lời kêu gọi thay đổi thể chế chính trị. Theo đài BBC tiếng Việt, đây cũng là nguyện vọng của nhiều người dân có quan tâm chăn trở đến hiện tình đất nước. Ông Nguyễn Đình Bin kêu gọi rằng mọi điều kiện chủ quan và khách quan, đối nội và đối ngoại đã quá chín muồi để Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định thực hiện cải cách mạng trọng đại và cấp bách về tư tưởng. Thời cơ lịch sử vận nước cũng như vận đảng đang đến, phải quyết tâm nắm lấy, không được bỏ lỡ. Đài BBC đã có hỏi, cờ trong tay ông Tô Lâm liệu có một đổi mới thứ hai hay không? Trong dịp lễ Quốc khánh ngày 2 tháng 9 vừa qua, ông Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới thăm gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao, tác giả bài Quốc ca Việt Nam, người được giới nhân sĩ trí thức trọng vọng. Tuy nhiên, cố nhạc sĩ Văn Cao từng là một nạn nhân, từng lên bờ xuống ruộng và chiến dịch chống nhân văn giai phẩm. Đây cũng là một điểm đáng lưu ý. Việc ông Tô Lâm đến thăm một nghệ sĩ từng có vấn đề được công luận đánh giá cao, song ít người biết rằng Tổng Bí thư Tô Lâm đang sử dụng cái gọi là chủ nghĩa dân túy để lấy lòng dân chúng về công luận. Nếu Việt Nam tiến hành các cải cách, nhất là cải cách chính trị, thì chắc chắn Trung Quốc không muốn. Với lý do đó, Bắc Kinh không bao giờ muốn Việt Nam ổn định và phát triển, vì họ lo rằng Việt Nam sẽ rời xa Trung Quốc để đi theo phương Tây. Trong bối cảnh nội bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng đã và đang chia rẽ sâu sắc, thế lực chính trị trước đây của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lực lượng lãnh đạo quân đội vẫn đang chiếm một số đông áp đảo. Họ sẽ lấy lý do kiên định với chủ nghĩa xã hội và nhân danh Đảng để chống lại chủ trương cải cách của Tổng Bí thư Tô Lâm. Lãnh đạo ban Đảng cũng như lãnh đạo quân đội trong thời gian gần đây đã cương quyết chống mối quan hệ ngày càng chặt chẽ hơn giữa Việt Nam và Mỹ. Câu chuyện lùm xùm với Đại học Fulbright là một trong những bằng chứng thực hiện điều đó.
trong khi sự trỗi dậy của phe quân đội đã buộc ông Tô Lâm phải chấp nhận lùi bước. Đồng thời, quan điểm chính thống của phe quân đội vẫn khẳng định rằng trung tâm quyền lực chính trị của Việt Nam thuộc về quân đội chứ không phải công an. Trong khi có nhiều ý kiến cho rằng Bắc Kinh đang giật dây cho đám tay chân thân Trung Quốc trong đảng nhằm đảo ngược tình thế và hạ bệ Tổng Bí thư Tô Lâm. Do đó, chuyện Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tiến hành cải cách là toàn diện sâu rộng tại Việt Nam chỉ là một câu chuyện xa vời và ít có khả năng trở thành hiện thực. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Vì sao việc cải cách của Tổng Bí thư Tô Lâm là câu chuyện xa vời và khó thành hiện thực. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de